quan sẽ bị người ta dị nghị. Sau đó công cạn một thời gian, con sẽ đi Mỹ dự khóa sĩ quan tham mưu cao cấp. Thủ tướng muốn con trở thành tướng tham mưu. Thưa đức cha, thủ tướng muốn con đi lúc nào? Càng sớm càng tốt. Sao anh không để cho anh Lục lái xe? Đã đi học mà còn mang theo tài xế làm gì? Em ngại lắm. Có gì đâu mà ngại. Bon voyage, nhớ thư cho em nhé. Anh sẽ viết ngay khi đến Đà Lạt. Anh đi nhé. Chào ông chủ. Ông chủ mua gì? Đi đồ đi dầu màu mày ứng cấm. Mắt vàng ở tốn mày. Ông chủ. Chào xin sang. Ông có muốn làm vài điếu không? Ông đúng hẹn. Tốt lắm. Tôi muốn biết tôi gặp ai đi. Tăng Lý, gọi theo tiếng Bắc Kinh, tiếng Việt là Đường Nghĩa. Tôi muốn biết rõ hơn. Tỷ như ông là người của... Đại Bắc hay Bắc Kinh phải không? Nếu ông gặp cả hai thì sao? Đặc vụ là đặc vụ. Không lẽ ông mang đến hai giọt máu? Không. Tôi sinh ở Sáng Thầu, Quảng Đông. Như vậy, ông chỉ cần nhớ một điều. Ông không phải là người Việt. Vả lại, Đại Bắc hay là Bắc Kinh đều dùng một loại giấy thông hành thôi. Nó đây. Như tôi đã hứa, biểu ông uống nước. Chuyện chúng ta mà thành công, ông tha hồ tiêu. Ông biết gã này phải không? Ông và tôi bắt đầu nói chuyện chung quanh gã này. Tôi ly cà phê đen. Dạ.
lái. Yeah.